Xin cảm ơn ông rất nhiều cho những cái thông tin mới nhất về liên quan tới con tàu Biển Đông. Ngày hôm nay là ngày 13 tây tháng 4 năm 2015. Sắp sửa chỉ còn khoảng 2 tuần lễ nữa là tới ngày 30 tháng 4, ngày trong nước cũng như ngoài nước thường nhắc tới của biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Sẽ có một buổi tưởng niệm do cộng đồng Việt Nam tổ chức ở trại lính Camp Pendleton, vùng San Diego. Vừa mới đây thì báo chí Việt ngữ cũng như Anh ngữ trong vùng cũng đã đưa tin rằng trại lính Camp Pendleton đã cho biết là sẽ không chấp nhận chuyện treo cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng ba sọc đỏ cùng với lại cờ Hoa Kỳ, cũng như là không cho phép hát bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa bên cạnh bài hát quốc ca của Hoa Kỳ, với lý do là quy chế của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ không cho phép làm điều đó đối với những quốc gia không được công nhận. Ông có thể cho biết ý kiến của ông, thưa ông. Vâng, tôi có theo dõi về cái tình hình sinh hoạt của cộng đồng, và được biết là ban tổ chức hình như là không có tiếp tục để tổ chức ở tại cái căn cứ quân sự hải quân của Hoa Kỳ ở San Diego, bởi vì cái lý do là không được phép chào cờ, không được phép treo cờ Việt Nam Cộng Hòa. Theo cái nhìn của tôi đó thì về phương diện luật thì đúng, không có gì sai cả, bởi vì quân đội của Mỹ họ phải tuân thủ theo cái chính sách của Hoa Kỳ khi mà Hoa Kỳ đã ban giao với một nước, dù nước đó là cộng sản hay là quốc gia nào. Mà đặc biệt hơn nữa là chúng ta đã mất cái miền Nam Việt Nam rồi, thì lá cờ của chúng ta đã bị là không còn hiện hữu trên Liên Quốc nữa. Tuy nhiên, theo tôi nhìn thấy là nếu như cái thời điểm này mà giữa Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam đó mà không có những cái cuộc tập trận như vừa rồi, là hai chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ cùng với hải quân của Cộng sản Việt Nam đã có những cái đợt tập trận ở tại Biển Đông đó, thì có lẽ là Camp Pendleton hoặc là hải quân Hoa Kỳ hoặc là một cái chiến hạm nào đó để làm kỷ niệm, họ cũng sẽ cho để mà chào cờ và treo cờ. Nhưng mà vì nghiệt ngã thay là cái 30 tháng 4 kỳ này đó, nó rơi vào cái thời điểm mà chưa bao giờ xảy ra ở tại Việt Nam, là một cái mối quan hệ ngoại giao đến mức độ gần gũi đến về vấn đề quốc phòng nữa. Có nghĩa là bây giờ Việt Nam với lại Hoa Kỳ giống như là đồng minh chiến lược để chuẩn bị để đương đầu với Trung Cộng. Cái hình ảnh đó chúng ta thấy rất là rõ, và từ cái chính sách ngoại giao đó cho nên nó làm trở ngại cho tất cả những vấn đề sinh hoạt của chúng ta ở trên nước Mỹ, và bây giờ thì đang gặp cái trở ngại ở tại Camp Pendleton. Tôi thấy là khi mà thương đó thì họ xí xóa hết ấy. Họ có thể lờ cho chúng ta, nhưng mà khi mà nó gặp sự cố gì đó mà không có thuận lợi và mất cái quyền lợi của nước Mỹ thì bắt buộc chúng ta phải chịu chấp nhận cái thiệt thòi một tí xíu. Thì vấn đề này nó cũng không phải là vấn đề lớn. Chúng ta có nhiều nơi để mà chúng ta tổ chức, nhưng mà đó cũng là một vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm để làm gì, để tiếng nói của chúng ta có ở trong Quốc hội của Mỹ, nhất là liên bang của Hoa Kỳ. Chứ còn nếu mà tiểu bang không thì cũng rất là hẩm hoi. Vì vậy cho nên vấn đề đấu tranh chính trị chúng ta cần phải tiếp tục, và nhất là giới trẻ, để đi vào dòng chính, thưa anh. Qua cái sự kiện này, phải chăng là Hoa Kỳ, nhà nước Hoa Kỳ cho thấy một cái thông điệp rằng là cái việc ban giao, cái việc quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ là một cái điều không thể đảo ngược, và người Việt Nam sống ở hải ngoại, sống ở Hoa Kỳ cần phải điều chỉnh như thế nào để cho hợp với lại cái xu hướng mới đó, thưa ông? Đúng vậy, thưa anh. Chúng ta thấy rất là rõ. Có thể nói là vấn đề an ninh của Biển Đông, mà trong đó Hoa Kỳ cũng phải có trách nhiệm, chứ không phải là về vấn đề Biển Đông của Việt Nam không. Sở dĩ mà Hoa Kỳ xoay trục về Đông Nam Á kỳ này và xoay trục về cái vùng Biển Đông là vì an ninh của Hoa Kỳ, quyền lợi của Hoa Kỳ. Mà trong đó Hoa Kỳ cần phải hợp tác với Cộng sản Việt Nam để mà có thái độ đối với Trung Cộng, và cũng là một cái dấu chỉ để cho Trung Cộng nhìn thấy rằng hôm nay Việt Cộng đã hợp tác với chúng tôi một cách rất là chặt chẽ. Vấn đề thứ hai nữa là Hoa Kỳ đang có một cái thông điệp muốn gửi cho đồng bào của chúng ta, nhưng mà thông điệp gửi cho Việt Cộng nhiều hơn, là trước khi đón ông Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đến Washington kỳ này, thì ít ra Hoa Kỳ có cái thái độ về cái ngày 30 tháng 4 đối với cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Đó là một sự trao đổi thấy rõ ràng để cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thấy rằng Hoa Kỳ có đáp ứng những yêu cầu của Mỹ. Thì nay mai mà nếu Hoa Kỳ muốn yêu cầu Cộng sản Việt Nam thì Cộng sản Việt Nam cũng phải đáp ứng lại một số vấn đề. Tôi nghĩ là nhân quyền hay là vấn đề nào đó. Đó là cái suy nghĩ của tôi cho anh. Như vậy thì trong cái bối cảnh đó, trong cái xu hướng đó, người Việt Nam ở Mỹ cũng như là các hội đoàn và cũng như là các cái tổ chức chính trị sẽ phải hành xử, sẽ nên đi theo cái hướng như thế nào đối với lại những cái chuyện có thể xảy ra tương tự trong tương lai cho nó phù hợp với xu hướng như vậy thưa ông? Vâng, khi nãy tôi có trình bày là chúng ta cần phải đi sâu về dòng chính nhiều, bởi vì nếu mà tiếng nói của chúng ta không có ở trên quốc hội của Mỹ đó thì chúng ta đấu tranh rất là đơn lẻ. Và vấn đề lobby của Washington đó, thì Cộng sản Việt Nam họ lobby nhiều hơn chúng ta, bởi vì tòa đại sứ của họ ở sát bên cạnh đó. Nhưng mà nếu chúng ta có được một anh em nằm trong liên bang của Hoa Kỳ, từ thượng nghị sĩ hoặc là dân biểu của Mỹ, thì chắc chắn là chúng ta cũng có thể đệ trình cho chính phủ Hoa Kỳ một số vấn đề để mà Hoa Kỳ sẽ ban hành những cái dự luật nào đó để chúng ta không phải trở ngại khi mà chúng ta muốn đấu tranh ở hải ngoại. Về phương diện về vấn đề tranh đấu thì quý vị nhìn thấy là đến giờ phút này tình hình đấu tranh của chúng ta phải bị giới hạn rất là nhiều khi mà Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam đang ban giao và đang mật thiết với nhau trên nhiều lĩnh vực, mà nhất là cái lĩnh vực quốc phòng trong những ngày tháng tới. Do vậy cho nên chúng ta phải thay đổi, và cái sự thay đổi này mỗi tổ chức, mỗi phong trào, đoàn thể và cộng đồng cũng tự biết là mình phải thay đổi như thế nào, làm thế nào để nó phù hợp được cho cái công cuộc đấu tranh chúng ta mà không phải bị trở ngại như hôm nay và trong những ngày tháng tới. Thưa anh, nhân tiện ngày hôm nay tiếp xúc với ông, cũng xin hỏi một số điều liên quan tới trực tiếp tới cá nhân ông. Khi người ta biết tới tổ chức của ông Nguyễn Hữu Chánh, những tổ chức trước kia cũng như hiện nay, người ta nói nhiều tới cái vấn đề là có rất nhiều những vị cựu tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa xưa kia, cũng như các vị lãnh đạo trong guồng máy của Việt Nam Cộng Hòa có sự hợp tác với tổ chức của ông. Ông có thể cho biết với cái cách như thế nào ông có thể có sự hợp tác với lại các vị tướng lãnh đó thưa ông? Dạ vâng, câu hỏi này hôm nay anh đặt ra thì tôi đã gặp phải suốt mấy chục năm nay. Đi bên Âu Châu, đi Úc Châu, rồi đi nói chuyện ở nhiều tiểu bang trên nước Mỹ. Kể cả có những cái bài báo viết về cá nhân của tôi, làm thế nào mà tôi có thể thuyết phục và mời gọi được rất là nhiều tướng lãnh như vậy. Có lẽ là nó có một cái điểm gì đó hơi đặc biệt. Thì cũng xin thưa với anh là quý vị là theo tôi đó, và tất cả quý vị cũng đã từng là những người lính của Việt Nam Cộng Hòa, cấp lãnh đạo quý vị là tướng lãnh đấy, có lẽ là quý vị cũng biết được cái giá trị của một người tướng và cái khả năng của một người tướng khi mà đã mang sao trên vai đó, thì ít ra họ cũng phải có một cái, họ phải có một cái công trạng nào đó hoặc là một cái tài năng nào đó thì mới làm tướng được chứ. Đâu có thể nào mà ai muốn gắn tướng gì thì tướng, nội mà tướng mà tự phong thì nó là khác. Còn đây là tướng thật, mà nhất là một cái quốc gia đang có chuyện chiến tranh nữa. Thì như quý vị biết là cái người mà cao nhất của Việt Nam Cộng Hòa mà tôi mời gọi là ông Đại tướng Nguyễn Khánh. Ông vừa là Đại tướng, Tổng tư lĩnh, ông vừa là Quốc trưởng, ông vừa là Thủ tướng của ngày xưa của miền Nam Việt Nam. Và sau đó thì một số vị tướng lãnh khác như là tướng Linh Quang Viên cũng đã từng nắm tổng trưởng bộ nội an, rồi an ninh, rồi tình báo, rồi về bên binh chủng hải quân thì có đô đốc Lâm Nguyên Tánh cũng là tư lệnh của hải quân, có ông đô đốc Hoàng Văn Kỳ Thoại, bên bộ binh các binh chủng khác như là trung tướng Lâm Văn Phát, rồi trung tướng Nguyễn Văn Toàn, bộ tư lệnh quân đoàn 2 quân khu 2, rồi ông Nguyễn Duy Hinh, rồi ông Lê Văn Tư và nhiều vị tướng lãnh khác. Thưa với anh và quý vị, chẳng lẽ là một vị tướng lầm thì có thể chấp nhận được phải không anh? Chẳng lẽ là
một cái cuộc tranh đấu dài mấy chục năm như vậy mà các tướng lãnh đều lầm hết. Để chọn một cái người thanh niên trẻ như tôi không có một ngày lính. Bởi vì các vị tướng lãnh này quan niệm là trong công cuộc đấu tranh chính trị đó, ngay kể cả một cái nước như là Hoa Kỳ mà siêu siêu quyền lực như thế này đó, và ông tổng trưởng Bộ Quốc phòng đâu có cần phải là lính, cũng đâu có phải là cần ông phải là đại tướng mới làm tổng trưởng Bộ Quốc phòng, thì các vị tướng lãnh họ quan niệm như vậy đó. Cho nên họ thấy một người có lòng với đất nước, mà tôi rất là chân thành với đất nước, và các vị tướng lãnh thấy tôi có hy sinh thật, chứ không phải là ngồi ở đường Boja này rồi chỉ huy. Bởi vì quý vị biết là tôi cũng đi ở tù rất là nhiều nơi, đi ra nước ngoài này ở tù rất là nhiều nơi, chứ không phải là chỉ có Nam Hàn vừa rồi. Đồng thời tôi chịu lăn lộn ở trong rừng rú với anh em, và tôi chấp nhận để mà hy sinh đi ở tuyến đầu. Nếu mà phải chết thì chết trước, chứ không phải là chết sau. Và gia đình tôi thì các vị tướng lãnh đến nhà chơi, không có năm nào mà họ không đến quy tụ đến gia đình của tôi. Thì nhìn thấy tôi có vợ, có bốn đứa con trai rất là nhỏ, mà bỏ con đi biền biệt hết năm này qua năm nọ. Nếu mà tôi đạo diễn mà khéo thì cũng thời gian thôi, chứ đâu có thể nào mà xa gia đình mà đi vào tuyến đầu như vậy được. Thì từ cái sự suy nghĩ đó và những cái công việc thực tế mà họ là những người tướng đã lên trên rừng ở bưng biển, nhìn thấy cái việc làm của tôi, họ thương cảm. Và họ thấy rằng ở những ngày cuối đời sống ở xứ người thế này, chẳng lẽ là nằm chờ chết thôi thì đi tham gia cho một cái tổ chức nào đó. Nếu mà tổ chức đó thực sự mà đấu tranh vì nước vì dân thì họ sẵn lòng. Tôi thấy cái nghĩa cử của các vị tướng lãnh đó, đến giờ phút này có một số vị như là Đại tướng Nguyễn Khánh đã ra đi rồi, chúng tôi rất là ngậm ngùi và thương xót và tiếc nuối vô cùng. Bởi vì trong những ngày tháng mà các vị đã hoạt động với tôi, thì trước khi tôi còn một người thanh niên rất là trẻ, tôi không biết gì các vị tướng hết cả. Nghe khen thì cũng nhiều, nhưng mà chê cũng rất là nhiều. Nào là tham ô, rồi nào là bê bối, rồi nào là không có tài. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà tôi gần gũi các vị tướng lãnh, tôi thấy vị tướng lãnh nào cũng có tài cả. Tôi rất là khâm phục. Ở cái lứa tuổi cao niên như vậy, mà thí dụ như Đô đốc Lâm Quân Tánh như ông Linh Quang Viên, đi bỏ công việc ở bên Washington đi về sống ở bưng biển. Đô đốc Lâm Quân Tánh là sống ở trong rừng với anh em suốt năm này qua năm nọ, chứ không phải là chỉ vào trong đó thăm rồi đi về Mỹ, không phải là như vậy. Thì với cái thái độ và cái nghĩa cử của các vị tướng lãnh làm cho lòng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, và giúp cho tôi có thêm được ý chí để mà tiếp tục như đến ngày hôm nay thế này. Ngày hôm nay mà có một con tàu Biển Đông này là cũng nhờ các vị tướng lãnh đó. Cái tinh thần hào hùng hiệp sĩ của các vị đó đã dạy dỗ cho tôi, trao đổi với tôi và giúp cho tôi được trưởng thành và càng hiểu biết nhiều về cái trang sử của miền Nam Việt Nam, những cái đau thương của dân tộc của chúng ta. Vì các vị ấy là những người mà đã lãnh đạo miền Nam, mà các vị đã tiếp xúc với chính phủ Hoa Kỳ ở mọi cấp, là cao nhất là Tổng thống Mỹ rồi. Cho nên những cái tâm sự đó cho chúng tôi được một trang bị rất là vững vàng, và cho tôi được một cái tinh thần rất là kiên cường cho đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục, mặc dù đoạn đường đi gặp rất là nhiều khó khăn. Thưa anh, trong những năm tháng hoạt động của ông, có một sự kiện mà cũng có nhiều người nói tới, mà ở đây cũng có treo bức hình, đó là một cái cuộc gặp gỡ của ông với ông Phan Văn Khải của nhà nước Việt Nam. Ông có thể nói rõ cái sự kiện đó như thế nào thưa ông? Dạ vâng, anh có cái câu hỏi mà làm tôi gợi nhớ đến năm 1990. Lúc đó là lúc giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chưa có băng giao, thì tôi có hoạt động chung với nghiệp đoàn, tức là Tổng Liên đoàn Lao động của Hoa Kỳ. Lúc đó là ông chủ tịch, ông chairman là ông Len Cullen, và ông phó chủ tịch là ông Dave Berry. Chúng tôi có hoạt động và sinh hoạt với họ rất là nhiều. Trong cái thời điểm đó thì giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chưa có ban giao, nhưng mà họ có ý định là làm thế nào để tạo một sự thúc đẩy ở trong nước cho vấn đề tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Và cái mô thức mà để mà thúc đẩy là nghiệp đoàn, thưa anh. Bởi vì cái nghiệp đoàn được phát xuất từ ở bên Ba Lan, tức là Wallasa, cộng đồng đoàn kết. Cho nên Việt Nam phải có nghiệp đoàn.
Và với cái sách lược đó của Hoa Kỳ tôi thấy hay lắm và rất đúng. Thì khi mà chúng tôi làm việc với AFL-CIO thì được họ đề nghị. Họ nói là nếu mà chúng tôi can đảm để trở về nước trong cái thời điểm này và làm thế nào để cho tạo được một số nghiệp đoàn tư nhân, cái tiến trình đó sẽ được sắp xếp theo thời gian, thì đó là một cái sự đóng góp rất là lớn. Thưa anh, lúc mà tôi về Việt Nam thì trước cái ngày mà ra đi đó, thì chúng tôi có gặp gỡ và cũng lúc đó cũng đã kết hợp với một số các đảng phái chính trị ở hải ngoại, nhất là cựu thủ tướng Nguyễn Tôn Hoàng, tức là bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàng là lãnh tụ của Đại Việt Quốc Dân Đảng. Tôi với anh Nguyễn Tôn Hoàng rất là gần gũi với nhau. Và bên cạnh đó thì tôi cũng gần gũi với anh Hoàng Việt Cương, là một người trẻ ở Canada, và một số tổ chức đảng phái chính trị khác nữa, mới đứng ra thành lập một cái hội đồng Liên Hiệp Quốc Dân Việt Nam ra mắt tại Santa Ana trước khi tôi lên đường trở về nước. Thì thưa anh là chúng tôi kêu gọi cái Liên Hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam, anh Nguyễn Tôn Hoàng, anh Hoàng Việt Cương, là chúng tôi nhận cái nhiệm vụ đi về xâm nhập trong nước, bởi vì lúc đó là Hoa Kỳ và Việt Nam chưa có ban giao nhưng mà đã có một con đường về rồi. Chúng ta không cần phải băng rừng, băng lội rừng rú giống như là các lực lượng trước đây. Thì đây là cơ hội tốt, chúng ta xâm nhập bằng đường máy bay. Thì chúng tôi để mở một cái cuộc hành trình trở về nước mà đáp chuyến bay tại Nội Bài đầu tiên của năm 1991. Và trong cái dịp đó thì tôi là trưởng phái đoàn đi vào Việt Nam. Lúc đó thì có ba cái chương trình. Chương trình thứ nhất là nghiệp đoàn, chương trình thứ hai là chất độc màu da cam, và chương trình thứ ba là tù binh Mỹ mất tích. Thì chúng tôi đi vào đó có ba cái nhiệm vụ. Thì lúc đó chúng tôi đi từ Bắc chí Nam, và tôi ở tại Hà Nội suốt một năm ròng rã, và đi tất cả các vùng ven biên của từ Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Thái, khắp nơi cho cái chương trình tù binh Mỹ mất tích. Thì tôi về tới đó thì kể như là chính quyền Cộng sản Việt Nam mời cái phái đoàn để mà tiếp đãi đầu tiên, vì họ thấy cái phái đoàn Mỹ đầu tiên đi về họ cũng rất là mừng, có nghĩa là mở một cánh cửa giữa Mỹ và Việt Nam. Thì tôi là người được vinh dự được mời ở trên cái ghế chính khách, có nghĩa là ngồi với ông Phan Văn Khải trong phủ thủ tướng. Còn những người Mỹ và những người bạn của chúng tôi trong cái phái đoàn đó thì họ là đi trong phái đoàn, mà tôi là trưởng phái đoàn. Thì khi mà tôi được cái cơ hội đó thì tôi cũng trao đổi với chính quyền, và cũng có rất là nhiều dự án chúng tôi đưa ra, mà cái trao đổi đầu tiên là nghiệp đoàn tư nhân, thì sau đó thì họ từ chối. Trao đổi thứ hai là xin mở trường dạy tiếng Anh từ cả nước thì họ cũng từ chối, họ không đồng ý, lúc đó là dạy tiếng Nga. Và cái thứ ba là tù binh bị mất tích, thì chúng tôi muốn đi vào những khu rừng xa hơn nữa, thì có những khu vực mà an ninh thì họ không cho vào. Thì ba cái chương trình đó là chúng tôi bị trở ngại hoàn toàn, không có công khai được thực hiện ở trong giai đoạn đó. Thì nhân cái cơ hội đó thì chúng tôi cũng có cái dịp may trở về nước, thì chúng tôi móc nối lại một số anh em mà trước khi mà chúng tôi đi hoạt động đi vượt biên đó, thì chúng tôi móc được một số anh em kết hợp trở lại. Và sau đó thì chúng tôi phải chạy qua bên Campuchia, bởi vì chúng tôi được biết là ông Dennis Catron với là ông Thomas, là hai người Mỹ bạn của chúng tôi, cho biết là họ dự định để bắt tôi ở đó, bởi vì ông Hoàng Việt Cương và một số người đã xâm nhập đem vũ khí vào bị bắt rồi. Cho nên hai người Mỹ này mới đưa chúng tôi đi ra biên giới và đi về bên Campuchia. Thưa anh, ông đánh giá như thế nào về cái buổi gặp gỡ rất là hy hữu đó, và ông đánh giá như thế nào về con người của ông Thủ tướng Phan Văn Khải là người tiếp ông cái buổi hôm đó, thưa ông? Theo tôi được biết là ông Phan Văn Khải và ông Võ Văn Kiệt là một. Hai cái nhân tố này có thể giúp được cho nước Việt Nam thay đổi ở trong cái thời điểm đó. Thay đổi đến mức độ nào đó thì tôi cũng chưa có dám khẳng định. Nhưng mà qua suốt một năm trời làm việc ở đó thì tôi thấy hai vị này có cái chiều hướng để thay đổi. Và người mà thay đổi đầu tiên là ông Võ Văn Kiệt. Và ông Phan Văn Khải là người được tiếp tục để mà thực hiện cái ý đồ của ông Phan Văn Khải, của ông Võ Văn Kiệt. Nếu ông Võ Văn Kiệt có điều gì xảy ra, sau đó một thời gian
Theo tôi được biết là Bộ An ninh, cơ quan công an cũng như là chính trị bộ có một số vị lãnh đạo trong chính trị bộ thân Tàu, thân Trung Cộng, chống đối, và trong nội bộ hình như là có một sự đấm đá rất là khích, là rất là khốc liệt. Và sau đó thì tôi đi về Campuchia cho nên tôi không có tiếp tục để theo dõi vấn đề đó. Nhưng mà cái kế hoạch mà chúng tôi vào trong nước ở thời điểm đó đó là làm thế nào để thuyết phục được ông Phan Văn Khải và ông Võ Văn Kiệt. Nếu có một sự thay đổi thì cái Đông Âu đang thay đổi thì Việt Nam thay đổi cùng một lượt thì rất là tốt. Nhưng mà cái khổ nỗi là Việt Nam không cùng cái số mệnh của Âu Châu và Nga Xô ở thời điểm đó, mà lại đi vào cái số mệnh của Trung Cộng. Yeah. Nhiều thành viên của tổ chức của ông đã bị bắt bỏ tù ở Việt Nam cũng như ở một số nước khác ở Đông Nam Á. Mà có những dư luận cho rằng ông là người đã bán đứng họ vì một cái điều nào đó. Ông có thể giải thích về cái chuyện như vậy, cũng như là ông có thể cho biết là ông đã có những cái nỗ lực nào để mà tìm cách đưa họ ra khỏi cái vòng tù tội vì đã có cái sự hoạt động cho các tổ chức của ông, thưa ông? Thưa anh và thưa quý khán thính giả, câu chuyện mười mấy năm qua rồi, nhưng mà hôm nay anh phóng viên của báo của đài truyền hình Bonja TV hỏi đó, thì nhân dịp này rất là cảm ơn anh để cho tôi có cơ hội để chia sẻ về vấn đề những anh em chúng tôi bị tù đầy. Và nếu những đồng bào nào chưa biết thì cũng xin quý vị chia sẻ về những việc làm này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, chúng tôi đi về trong bương biển đấu tranh ở Campuchia. Chúng tôi sống với anh em trong rừng núi. Và trong cái ngày biến cố xảy ra năm 1998 đó, ở tại biên giới đó, thì chính tôi là người đã đưa 98 anh em ở trong quốc nội giải giao cho họ xuống ở thành phố Klon Dài ở biên giới của Thái Lan, và nhờ cảnh sát Thái Lan giúp giùm là bằng cách là giam giữ cho họ để chúng tôi tìm mọi cách để đưa họ về lại đất liền ở Việt Nam. Và những anh em của chúng tôi từ Trương Ngọc Thu rồi cho đến Nguyễn Tân Vinh và tất cả những anh em mà hoạt động ở đó đó thì thấy rõ ràng là chúng tôi có cứu anh em ra. 98 người bị giữ cảnh sát rất lâu dài. Và cứ mỗi hàng đêm là chúng tôi chuyển bằng xuồng đi ra ngoài đảo ở bên của Thái Lan, Cốc Cuộc. Và chuyển đến 98 người, cứu 98 người ngồi trong nhà tù của Thái Lan để đưa họ về để ở trong Việt Nam một cách an toàn, thưa anh. Và cái thứ hai nữa là gì? Anh em của chúng tôi bị bắt ở trong Việt Nam thì chỉ có mấy người thôi. Nhưng mà cái chính yếu là vì sau khi bà tra tấn dã man thì những anh em bị bắt ở trong nước, 6 người đó đó, khai là những anh em đang sống ở tại Campuchia, chưa xâm nhập. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam mới nhờ chính quyền của Campuchia, Hun Sen, bắt giùm mấy chục người đã đưa về trong nước để xử. Thì dĩ nhiên khi họ hoạt động chung thì họ phải khai là họ ở trong cái biệt đoàn này, biệt đoàn kia của tổ chức của chúng tôi. Trên thực tế chúng tôi không có đưa ba mươi mấy người về nước, thưa anh. Chỉ có 6 người thôi, 6 người xâm nhập. Và cái lực lượng mà ở trong nước mới là chính, tức là cái số lượng 98 người là chúng tôi đưa về nước là cái bộ phận trong quốc nội chúng tôi đông lắm, chứ không phải là chỉ có mấy người đâu. Và đến cuối cùng thì họ bắt 37 người đó, họ đưa ra tòa án công khai đó. Thì thực sự mà nói thì chỉ có mấy người bị bắt ở tại nội địa Việt Nam thôi. Lúc đó họ treo cờ vàng ba sọc đỏ với những trùm bông bóng và đi giật các cái tượng của Hồ Chí Minh và cướp làn sóng phát thanh bởi những cái thiết bị mà Cộng sản Việt Nam họ đã tịch thu đấy. Họ đăng lên trên tờ báo công an đó. Thì cái công việc mà cái chiến dịch mà để treo cờ và truyền đơn cũng như là tranh đấu ở tại nội địa đó, yểm trợ cho cái tinh thần của những người trong nước đó, thì chúng tôi thiệt hại rất là ít. Nếu mà chúng tôi muốn đưa anh em mà vào tù thì 98 người đã đi vào tù hết, chứ đâu có ít quá vậy, thưa anh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì? Trên con đường tranh đấu, chúng tôi gặp biết bao nhiêu là tai nạn. Tôi bị ở tù Thái Lan 2 lần, chứ đâu phải là tôi ngồi bên đường Bonja rồi an toàn rồi đưa anh em vào nước. Lúc mà ở trong nước bị bắt là lúc mà chúng tôi cũng đang xâm nhập ở trong nước. Và đi ra bên Thái Lan thì họ truy nã và họ yêu cầu chính quyền Thái Lan bắt giữ tôi tại phi trường. Có nghĩa là tôi cùng với anh em trong quốc nội
đi đấu tranh trực diện, đi ở tuyến đầu, chứ không phải là tôi ngồi ở đường Bonja bên Mỹ để mà chỉ huy họ. Còn mọi người họ đưa vấn đề này, đặt vấn đề kia thì có rất là nhiều dư luận ghét có, ganh tị có, và Cộng sản Việt Nam có, thì bắt buộc họ phải tạo ra một cái huyền thoại nào đó để mà nghĩ rằng tôi là cái người đi bán đứng anh em. Nhưng mà đến giờ phút này thì trong nội bộ biết là cái nỗ lực của chúng tôi cứu anh em ra đến như thế nào rồi, thì còn có vài ba người nữa thôi là xong khỏi cái bản án mà Cộng sản Việt Nam đã ghép vào cho anh em của chúng tôi, thưa anh. Nhiều người ở trong nước cũng như ở ngoài nước có nói tới cái thực tế là trước đây chính quyền Việt Nam Cộng Hòa với sự hỗ trợ rất là mạnh mẽ của Hoa Kỳ mà cuối cùng vẫn phải thất bại trong cuộc chiến Việt Nam. Giờ đây với cái xu hướng là Hoa Kỳ cộng tác với Việt Nam một cách chặt chẽ như vậy, và với xu hướng là với cái thực tế là các tổ chức đấu tranh đều không có bất cứ một cái tài lực một cách đáng kể nào, thì làm sao có thể làm được cái chuyện lật đổ ngược lại Việt Nam? Ông cho ý kiến ông về điều đó được không? Thưa với anh, nếu nói về lật đổ cái chế độ này đó, thì trước đây năm 2005 đó, khi mà chúng tôi có cái chiến dịch tổng nổi dậy mà lúc tôi bị bắt tại Nam An đó, thì lúc đó chúng tôi có khả năng để làm điều đó. Hôm nay chúng tôi cũng xin công bố rõ ràng là như vậy. Có khả năng là như thế nào? Chúng tôi cũng có cái khả năng từ ở hải ngoại để về nước để mà lật đổ. Và chúng tôi có móc nối một số người ở trong nội địa Việt Nam, mà nhất là những người mà họ đã từng là ở Mặt trận Giải phóng miền Nam, họ đã từng là ở trong quân đội nhân dân của Cộng sản Việt Nam. Thì nhờ cái sự móc nối đó thì chúng tôi tin tưởng rằng có thể thay đổi được. Nhưng mà đến giờ phút này chúng tôi không có chủ trương để mà lật đổ Cộng sản Việt Nam, bởi vì mình có cái gì để mà lật đổ. Và cái lực lượng ở trong nước là cũng bị trói tay trói chân hết, rất là khó khăn. Và về phương diện ngoại giao thì có lẽ là Hoa Kỳ cũng không có chấp nhận để cho chúng ta tạo một sự là mất ổn định chính trị ở tại Việt Nam. Khác hoàn toàn như ngày xưa. Từ cái ngày mà cái hai trái bom, mà cái hai tòa nhà ở New York mà xảy ra đó, thì cái chính sách của Hoa Kỳ bắt đầu là thay đổi rất là nhiều. Và chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn trong vấn đề tranh đấu. Bây giờ là lúc mà Hoa Kỳ không muốn Việt Nam bị mất ổn định chính trị. Cho nên chúng ta cần phải có một cái sách lược đấu tranh khác, không thể nào duy trì với cái cùng cách đấu tranh như ngày xưa nữa. Và bây giờ là lúc mà khác ngày xưa ở chỗ là các cái lực lượng xã hội dân sự và tiếng nói của những người trong nước, kể cả những người dân, lại không còn biết hoảng sợ giống như ngày xưa nữa. Và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn đàn áp lắm nhưng mà cũng rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì quốc tế du nhập vào Việt Nam nhiều, và Việt Nam đi vào một xu hướng của Liên Hợp Quốc rồi, cũng đi theo một số chiều hướng của thế giới bên ngoài, thì bắt buộc Việt Nam không thể nào đảo ngược được. Và từ với cái đà như vậy thì các cái tổ chức xã hội dân sự và những người ở trong nước mà muốn có tiếng nói thì có cơ hội nhiều hơn. Thì theo chúng tôi nhận thấy rằng chúng ta vẫn tiếp tục phải đấu tranh để yểm trợ cho tiếng nói trong nước, nhưng mà cái phương pháp đấu tranh và đường lối đấu tranh nó phải khác ngày xưa hoàn toàn, không thể giống được, bởi vì Hoa Kỳ đang có một nhu cầu rất là quan trọng là làm thế nào để mà liên minh được với Việt Nam, liên kết với Việt Nam để tách Cộng sản Việt Nam rời khỏi Trung Cộng. Thì đó là cái mục tiêu của Hoa Kỳ. Và cái niềm tin cuối cùng của chúng tôi là gì? Chúng tôi tin tưởng chính phủ Hoa Kỳ không bao giờ chủ trương để mà yểm trợ cho một nước độc tài vĩnh viễn cả, mà nhất là nước độc tài cộng sản nữa. Cho nên Hoa Kỳ không sớm thì muộn, Hoa Kỳ cũng sẽ thay đổi cái chính sách của cái chính quyền Việt Nam, rõ ràng là như vậy. Và cái lối thay đổi đó nó có thể là những điều kiện ắt có và đủ của trong vấn đề ngoại giao, và có những vấn đề khác nữa rất là tế nhị, và chúng tôi có cơ hội được biết được một số tế nhị đó. Và với cái hy vọng như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng những ai còn quan tâm đến đất nước và những ai muốn đấu tranh cho Việt Nam có dân chủ thật sự, hãy nên tiếp tục duy trì cái ngọn lửa đó, và chúng ta đừng nản lòng. Chúng ta đừng thấy rằng ngày hôm nay Hoa Kỳ đang đi sâu với Việt Nam, với Cộng sản Việt Nam, đang muốn làm đám cưới với Việt Nam.
Mà trong khi đó thì thấy rằng Hoa Kỳ lại không có yểm trợ cho một số tổ chức đấu tranh bằng bạo lực, thì chúng ta nản lòng. Không phải là như vậy. Tôi tin tưởng một cách mãnh liệt, thưa quý vị, là Việt Nam trước sau gì cũng sẽ có dân chủ và sẽ phải thay đổi. Chỉ có một điều mà tôi cầu mong là biết đâu những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản hiện tại, từ ông Trương Tấn Sang cho đến ông Nguyễn Tấn Dũng, nếu mà ông suy nghĩ rằng nước Việt Nam không thể sống một cách đơn độc, và ông nhìn thấy hình ảnh của Cuba cũng vậy hiện giờ. Rõ ràng là Cuba cũng phải bang giao với Mỹ thôi. Chống Mỹ cứu nước 50 năm rồi, không bao giờ bang giao với Mỹ, nhưng bây giờ cũng sẽ phải bang giao với Mỹ. Thì những người lãnh đạo của Việt Nam hiện tại, nếu mà họ thấy rằng tại sao Nga số, tại sao Đông Đức, Tây Đức họ phá vỡ được bức tường, và người đảng viên Đảng Cộng sản của Đông Đức là vị nữ thủ tướng bây giờ hiện tại được cả thế giới ngưỡng mộ, họ dám can đảm làm một cái việc mà họ đưa cả đất nước của nước Đức là hiện giờ đang là số 1 của Đông Nam của Âu Châu, thì tại sao Việt Nam chúng ta lại không có số 1 của Đông Nam Á, là chỉ có những người lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam dám thay đổi, như có một cuộc thay đổi tại Biên Điện hiện tại, họ có đủ khả năng, có đủ quyền lực, thì đó là vận nước và cơ trời đến. Và tôi tin chắc rằng khi mà họ thay đổi như vậy thì Hoa Kỳ sẽ yểm trợ họ 100%, và chính chúng tôi là những người ở hải ngoại cũng sẽ yểm trợ cho cái chính quyền mới, những chính quyền mà thay đổi trong tương lai. Và chúng tôi không có một cái mục tiêu, và chúng tôi nghĩ rằng ở hải ngoại cũng không ai có một cái mục tiêu là về để là cướp chính quyền, để lãnh đạo chính quyền, hoặc là về làm tổng thống, thủ tướng. Chúng tôi không nghĩ là như vậy. Bởi vì 40 năm rồi ai biết gì đất nước Việt Nam mà lãnh đạo. Chỉ có những người ở trong nước họ hiểu được tình hình đất nước, họ hiểu được người dân, hiểu được tuổi trẻ muốn gì, và họ hiểu rất là nhiều, thì họ có đủ khả năng để mà họ tiếp tục để duy trì với cái vị trí đó, cho đến khi nào mà có những người có khả năng thật sự đứng ra trong chính trường, thì lá phiếu người dân thì đó là tùy quyền chọn lựa của người Việt Nam. Và 30 tháng 4 sắp tới, trong những ngày tới đây, 40 năm rồi, tôi nghĩ là có lẽ bà con của chúng ta ở xa xứ cũng như trong nước cầu mong một Việt Nam có tự do dân chủ, và cầu mong rằng những người lãnh đạo trong chính trị bộ suy nghĩ lại và dám can đảm để làm một cuộc cách mạng kỳ này không có đổ máu. Tôi tin chắc là không có đổ máu. Họ chỉ cần can đảm để thay đổi từ cái cơ cấu tổ chức của chính quyền, thay đổi từ cơ chế của quốc hội, vân vân và vân vân. Những điều đó thì coi như là những người đang lãnh đạo đất nước Việt Nam như ông Nguyễn Tấn Dũng là thừa hiểu về cái chính sách chung của toàn cầu, và nhất là ông Trương Tấn Sang lại còn hiểu nhiều hơn nữa. Nếu mà vận nước thực sự như vậy thì chúng tôi là những người Việt lưu vong ở hải ngoại sẵn sàng để trở về để xây dựng đất nước, và rất là hạnh phúc để trở về, hơn là sống ở xứ người như thế này, vật chất và tất cả mọi thứ không có giá trị đối với chúng tôi. Thưa anh, xin cảm ơn ông Nguyễn Hữu Chánh rất nhiều cho buổi tiếp xúc ngày hôm nay. Thưa ông, xin hẹn ông vào những dịp khác để tiếp tục trình bày về những hoạt động liên quan tới cá nhân ông cũng như liên quan tới tổ chức Liên minh Dân tộc Việt Nam, thưa ông. Cảm ơn anh Lâm, cảm ơn Đài Phố Bonja TV, cảm ơn quý khán thính giả.